Thôi thì bây giờ chúng ta nếu tu tinh tấn thì sao? Tây phương ký hiệu Diêm Phù rút tên. Mình rút tên trong cõi này, cái tụi ma nó trong khi nó sợ mình giúp nở, bắt đầu nó kiếm chuyện, nó theo nó đòi. Thì bây giờ nếu như mình coi như là tu ngon là nó hang là nó theo đòi mình không được. Còn bằng không nó hang là nó theo đòi mình, chừng nào mình trả nợ nó thôi cô bác anh em chồng đạo. Bây giờ kể mấy con ma lăng tăng nhỏ nhỏ mà nó cũng là trở ngại cho đường tu mình, nó phá mình. Ví dụ trước khi bây giờ quý vị đi làm tối ngày không buồn ngủ, không ngáp, vậy đó mà giờ chuẩn bị đốt nhang cúng cho nó ngáp à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa hội đồng gia tộc, kính đến các bậc lớn tuổi và kính đến đồng đạo đàn, đại diện cho gia đình cũng là chủ sự nhân ngày chánh lễ kỷ niệm. Kính thưa chư quý ông, quý bà và hầu hết toàn thể quý cô bác, anh chị em hiện diện thân kính. Nhân hôm nay là ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên cho đấng thân của đồng đạo Úc Đàn, mà tất cả cô bác, anh chị em cùng chư đồng đạo xa gần, chúng ta tiếp nhận được lời mời trân trọng này, nên chi tất cả chư quý vị sắp xếp thời gian quý báu mà thân hành đến nơi đây để chung dự. Và chúng tôi cảm nhận được đó là trong đạo tràng Phật Pháp hôm nay đó, là tất cả chư quý vị từ ở xa xôi mà quý vị cũng thân hành đến nơi đây được chung dự. Và có tất cả chư quý vị từ ở xa cũng như là từ như là Tây Ninh, Long An, thành phố Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, cô bác anh em chừng An Giang nữa. Có nghĩa là tất cả các nơi là nghĩ với cái đạo tình nồng hậu của Thầy, mà quý vị không quản ngại gì đường xá xa xôi, nhất là chúng tôi biết được là có quý vị ở Cà Mau, cô bác anh em chồng đạo tốt ở dưới Khánh Hội, mà đi hồi từ 2 giờ khuya cho tới giờ mới tới, cô bác anh em chồng đạo. Đây là một cái công hạnh của tất cả chư quý vị dành riêng sự ưu ái đặc biệt nhân ngày chánh lễ kỷ niệm của gia đình đồng đạo Úc Đàn. Với một cái tinh thần này đó hen, là không có thể nào mà tán dương xưng dự cho vừa với một cái tinh thần cao cả của toàn thể quý cô bác, anh chị em, chị đồng đạo. Dầu cho Úc Đàn coi như là khá giả tiền bạc, coi như là như thế nào đi chăng nữa, cũng không bao giờ đem cái số tiền ấy mà đánh đổi mà mua được một cái số trong khi đó tình cảm của tất cả chư quý vị như hôm nay. Nên Đức Thầy cho chúng ta biết cái đạo đức chẳng màng đó, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, tất nhiên là khó mà mua được một cái tình cảm thiêng liêng như thế này đâu. Thưa chư quý vị, thì hôm nay ban tổ chức sắp xếp chương trình chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị đó qua cái chương trình trao đổi Phật Pháp, thì quý vị vừa rồi đó là cũng lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của đồng đạo Mười Nghĩa là trên dưới 50 phút để gặp gỡ cùng với quý vị qua tâm tình và trong cái nghiên cứu của đồng đạo, để bày tỏ nỗi lòng của mình để gặp gỡ cùng với quý vị, để mà nghiên cứu, để mà tìm hiểu và đồng thời để mà cùng với nhau mà thi thố trên con đường đạo đức. Thì giờ đây ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị qua cái giờ liên tục thì cũng không ngoại lệ, cũng là chương trình trao đổi giáo lý. Thì trên cái phương diện trên tinh thần mà truyền bá giáo lý đó, thì nó có rất nhiều cái vấn đề mà tiết mục cũng như đọc lại nguyên văn giảng của giáo lý của Đức Thầy, đó là đọc sấm thi cũng như vừa rồi mà đồng đạo vợ Mười Nghĩa. Và tiếp theo là cái chương trình thuyết trình đó, tất nhiên là mình tự chọn cho mình một cái tiêu đề để gặp gỡ cùng với quý vị. Nhưng mà ở nơi đây ban tổ chức á, là sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị đó là qua cái chương trình chia sẻ nghi vấn. Thưa chị quý vị, qua cái chương trình chia sẻ nghi vấn á, là quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn sấm thi giáo lý của Đức Thầy. Thì sẵn nhân sự tùng sự hôm nay trong ngày chánh lễ kỷ niệm này, quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy 2 câu, 4 câu hoặc giả là trong nội dung. Rồi chúng tôi cũng đương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chư quý vị.
Rồi quý vị mình lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi xong, quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng. Và cái trách nhiệm ấy là bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót hoặc giả là còn tối nghĩa. Đó là sự khát vọng, là mong mỏi chúng tôi cùng với quý vị hợp tác để cùng nhau mà thực hiện qua chương trình đáp ơn Tam Bảo trong môn một. Thưa chư quý vị, thì giờ đây cũng tiết kiệm trong thời gian để đi sâu vào trong cái chương trình để mà trao đổi giáo lý. Thì chúng tôi cũng nhu cầu tất cả chư quý vị, tất cả cô bác, anh chị em và chư đồng đạo, và có như là vì trong cái đạo tình của tổ thầy mà thông cảm và quan hệ cho chúng tôi cũng như là tất cả mà giảng viên để gặp gỡ cùng với quý vị. Không phải quý vị ngồi ở nơi đây là quý vị mình không hiểu giáo lý hay là không hiểu qua chân lý của Đức Thầy, là mỗi người người chúng ta đã ăn sâu vào trong Phật Pháp hết rồi. Cái rễ Bồ Đề bây giờ đã ăn sâu vào trong lòng đất đạo à, ai cũng như là cũng thấm nhuần qua chân lý hết. Nhưng mà sở dĩ trong cái trao đổi Phật Pháp này là chúng ta thể hiện qua cái tinh thần đoàn kết yêu thương, thể hiện qua cái tinh thần thương yêu lẫn nhau với con một cha, đi dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, và cũng đồng thời phổ cập để thể hiện qua cái chương trình mà tất cả đồng đạo chúng ta coi như là qua cái việc làm để mà đáp ơn Tam Bảo, gọi là truyền bá giáo lý. Thì trên tinh thần truyền bá giáo lý này là một việc làm để phổ biến khắp cả các nơi cho mỗi người người chúng ta đều có một cái chân lý rõ ràng để chúng ta nắm bắt hành đạo và chúng ta cùng với nhau mà bước trên con đường Phật lộ. Thưa chư quý vị, vậy thì trên cái bữa trao đổi Phật Pháp hôm nay đó, thì chúng tôi cũng mới vừa nói với đồng đạo hiền đó cô bác anh em chứ đồng đạo, là cái này giống như máy ép xăng đó cô bác. Tại vì chúng tôi mới vừa tới rồi chưa có mà điểm tâm, mà giờ uống nước rồi, bây giờ trong khi đó lên để trình bày cùng với quý vị. Thôi bây giờ nếu như mà cái xăng của tôi đấy hen, mà nó bị ép quá mà nó không có khả năng chạy dài nổi hen, thì chạy được khúc nào nên khúc nấy cô bác anh em chứ đồng đạo. Thưa chứ quý vị, vậy thì nơi đây quý vị mình cũng đặt để, và trong khi đó coi như là cũng muốn tìm hiểu trong cuốn sấm thi giáo lý Đức Thầy, thì Đức Thầy cho chúng ta biết một câu mà ý nhiệm sâu, nghĩ suy cho cạn mới hầu khôn ngoan, hoặc giả là chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu, từ nét, từ dấu, từ câu, từ chấm trong giáo lý Đức Thầy. Thì nhiên hậu sau này chúng ta nắm bắt rõ ràng thì chúng ta đi trên con đường hành lộ nó không có bị dấp phải cô bác anh em chồng đạo. Chẳng khác nào đi phản tối tâm, trong tay sẵn có cầm ngọn đuốc mà sẽ giúp cho kẻ an tâm được, mà chính mình cũng bước vững vàng. Đuốc làm cho người thấy rõ ràng trí tuệ, giúp người tan mây mùi, mà được có của nhờ lo cẩm củi, đắc đạo màu là nhờ gọi trần tâm. Cho nên tất cả đồng đạo của chúng ta là người tại gia cư sĩ, sống trong cái hoàn cảnh tình huống là ngày nào cũng như là cũng tất bật công việc làm của mình, kẻ buôn tảo bán tầng, người việc này việc nọ, nhưng mà tóm lại cũng do xác thân mình mà ra cả. Năm tháng dấn dích trong khổ hải kiếp đời, lăn lộn mãi sông mê, đường Tây Phương bạc lấu trở về, còn nẻo địa ngục á, thì vào ra mòn rót, thấy không? Đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, đi gót mòn cũng chẳng gì xong, vào ra mãi trong vòng lục đạo. Hỡi người trí trần lung sớm tháo, đặng sức thân quy đáo lạc ban, đừng đam mê vật dục trần gian, uổng một kiếp được mang nhân thể. Đời vô thường chớ nên chậm trễ, thế mật cùng chớ để dây dưa, cần bồi công tích đức sớm chưa, đặng giữ cuộc lập lừa tội phước. Mà muốn vẹn thân phước nhân gieo trước, phước là thuyền đến được cảnh nhàn, là thành trì hộ khỏi tai nạn, là thần phúc bình an vô sự. Việc cao quý chí kiên hành xử, lộ quy thiên bước đó là nền, kìa lam kiều đường thẳng bước lên, nơi đó chẳng bấp bênh lao khổ. Cảnh trường lạc ít người ham hố, mà chốn đoạn quan mến mộ lắm người. Kiếp phụ sanh mỏng mảnh chơi dơ, thân tứ hạ tứ đại lấy hơi làm mạng, mà ba tắc hơi khó mà bảo quản. Kiếp phụ sanh hữu hạn, quan âm thần tử kia khi lại viếng thăm, mới thấu rõ trăm năm là mậm. Dầu cho kim ngân bửu, dầu cho chất đóng, cũng không sao nổ chống tự thần, mà thần chết là ngọn núi Thái Sơn, cả sanh chúng giai năng tị thoát. Do nghiệp cảm thọ hình thể xác, tất không sao tránh được lị hình, mà giảng pháp trần hữu giác, vô tình theo định lực hữu hình tắc hoài. Cả vũ trụ càng khôn hoàng đại, đều vô thường thương hải biến di, huống hồ chi sát chất địa ti, sanh mạng khó hổ chỉ tồn tại. Trong tam giới là nơi khổ hải, chẳng chỗ nào tự tại nhàn an, lui chân ra mới được thanh nhàn, còn bến tiếc thì lầm than mãi mãi. Thưa cô bác anh em chừng đạp, chúng tôi xuyên qua một đoạn văn dần như trên, cũng như là chúng tôi muốn gặp gỡ cùng với quý vị qua nội dung đã trao đổi Phật Pháp như sau.
Tất nhiên là chúng ta sống trong một cái kiếp phù sinh trôi nổi này, thì bây giờ chúng ta chỉ còn có cái đạo tất nhiên là gần gũi với mình thôi. Mà nếu như chúng ta gặp đạo rồi mà lại bỏ bê thì kiếp khổ nặng nề thêm nữa. Mà đạo giúp chúng qua cơn khói lửa, biết thương yêu, lúc giúp đỡ lẫn nhau, muốn không còn ai chịu khổ đau đời sau, hết chịu cơn sanh tử, còn sống chết là còn nghiệp dữ mà hết luân hồi, gì đó trọn lành. Cõi ta bà tất cả chúng sanh chớ để giả mong manh việc ác. Một lần lọt vào đường sống há là dễ bị đời dẫn dắt trăm lần, há không lo dừng lại bước chân cho khỏi kiếp trầm luân khổ hải. Rừng mê rất có nhiều cảm bẫy, không chạy ra tất phải mắng dạo, mà khi bị rồi khó nổi buôn đào, thân ấy sẽ ra sao thử nghĩ. Tuần đời rất có nhiều gió mị, nhiều muốn ham, nhiều bị gạt lừa ra, phải không? Bả lợi danh chứ có mến ơi, sự tài sắc đừng mơ mộng đến, tránh tất cả việc đời đồ quến, mới mong ra khỏi bến mê tăng. Nếu còn chịu thị dục nơi thân thì còn chịu nhiều cơn chìm nổi. Thưa cô bác anh em trong đạo, vậy thì hôm nay ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi qua cái chương trình trao đổi nghi vấn, chúng tôi cũng khái niệm lời nói đầu để mà gạch nói cùng với tất cả cô bác anh chị em, cũng là một cái tình cảm thiêng liêng. Thì giờ đây coi như là chúng tôi đi trở lại chương trình, bây giờ xin thỉnh ý chung tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nó thích nghi chương trình trao đổi giáo lý. Nếu như chương trình nghi vấn quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy 2 câu 4 câu, rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên rồi bàn cùng tất cả chư quý vị, rồi quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng là bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót. Đó là sự mong mỏi chúng tôi cùng với quý vị hợp tác để cùng nhau đáp đền ân Tam Bảo trong môn một thôi. Thì chúng tôi cũng tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác anh chị em và chư quý vị, và cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nên nghi chương trình trao đổi giao ly. Và chúng tôi xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ban tổ chức và sứ ngôn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Giờ đây mình xin mời quý vị đến đây để đặt câu hỏi cho đồng đạo Tứ Phương để gặp gỡ quý vị. Xin mời. Dạ, thấy đồng đạo Hậu đến đây để đặt câu hỏi, xin mời đồng đạo. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, kính thưa chú Tư, kính thưa toàn thể quý vị. Thì hôm nay chú Tư quan hỷ chia sẻ 2 câu giảng Đức Thầy. Đức Thầy cho biết là quỷ ma hay phá rối người tu, đạo đức chư du ráng chí hành. Vậy là quỷ ma hay phá rối người tu là quỷ ma nó ở đâu, mà tại sao nó không phá người đời mà nó đi phá người tu? Chị nhà chú Tư chia sẻ. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Vỗ tay vỗ cho nó ấm đi quý vị. Và để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên được đồng đạo Hậu ở Cần Thơ của bác anh em chung đạo nêu lên trong giáo lý Đức Thầy 2 câu, và trong 2 câu đó là quỷ ma hay phá rối người tu, đạo đức chư nhu ráng chí hành, chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. 2 câu giảng mà được đồng đạo nêu lên đó là chúng tôi được biết là được trích từ trong cái bài Thiên Lý Ca, mà bài Thiên Lý Ca này đó là Đức Thầy viết vào lối tháng 7 năm 1939, Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình và có tất cả dạy đó là 312 câu, mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây 2 câu cho chúng tôi bạn. Mà đồng đạo hỏi là quỷ ma hay khóa rối người tu, đạo đức chư nhu ráng chí hành. Vậy bây giờ quỷ ma đó là ai vậy cô bác anh em chư đồng đạo, là nó ở đâu như vậy mới được mà bây giờ hay khóa rối người tu cô bác anh em chư đồng đạo? Nếu nói ngược dòng lịch sử của là trong đạo Phật, thì bây giờ quý vị được biết hồi xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta sau khi đi giác ngộ 4 cửa thành và đồng thời xuất gia để mà đi tu, bỏ cung vàng điện ngọc, quách thành thê tử vợ đẹp con quan, dấn thân vào trong rừng sâu núi thẳm 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh và 49 ngày đêm tu luyện như vậy đó, là ở tại cội Bồ Đề. Nhưng mà đến cái ngày cuối cùng coi như là gần đắc đạo, thì Đức Thầy cho chúng ta biết là đạo gần đắc ma dương theo khuấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước khô trương độ chúng. Vậy là hồi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni coi như là gần đắc đạo, cho nên ma dương ở cung trời tha quá tự tại trận, cho nên mới xuống nó phá. Và sau khi phá, Đức Phật không được, nó đứng trước mặt Đức Phật mà nó thể rằng: hôm nay tôi khóa ông Cù Đàm không được, tôi nguyện đời đời kiếp kiếp tôi sẽ theo khóa ngài cho bằng được.
và tôi sẽ nguyện làm đệ tử của Ngài để mà khóa Ngài cho bằng được. Cô bác anh em chồng đạp, xưa ác đạo ma dương đã thệ, là nó thệ trong giai đoạn đó, khóa Phật kỳ mạc thế cho tan, lời thệ kia nay nay đã đến màn, đâu chúng cũng tràn lan phấy rối, là đồng đạo hội, đồng đạo hậu hỏi không, đâu chúng cũng tràn lan phấy rối, ngăn ngại kẻ đạo màu rõ lối, còn cản trở người tâm tối chưa thâm. Nếu mình chưa rõ lối, gõ lối đạo thì bắt đầu nó kiếm chuyện, nó ngăn cản, thấy không? Còn bây giờ những người mà tâm tối coi như là trong khi đó là nó kiếm chuyện, coi như là nó cản trở đủ cách hết của bác anh em chứ đồng đạo, thấy không? Thì bây giờ coi như là hồi xưa như vậy, nhưng mà hồi xưa coi như là tà đạo bàn môn phá Phật, nhưng nay đó vô thành mưu dứt giáo tông, cháu không chống nổi xe đồng, Phật khuyên con hãy vững lòng độ dân. Trời hôn ám dùng thần quệ chúc, buổi rối loạn nhờ khúc tư di, trần ai bất lẫn món gì, họ đều lấn cướp không chi ngăn chuồng. Cô bác anh em chồng đạo, vậy thì bây giờ đó là hồi xưa đó, tất nhiên là ma dương tha quá tự tại trên cõi cung trời cho nó xuống nó phá Phật. Nhưng trong thời kỳ này cô bác anh em chứ đồng đạo, không có đủ cho ma dương nó xuống nó phá đâu, không có đủ đâu, chỉ cần ma dân thôi, không chỉ cần ma quân thôi, chỉ cần ma nữ thôi phá đủ rồi, khỏi cần coi như là ma dương. Cô bác anh em chứ đồng đạo, nhiều đó là phá đủ đâu, không thôi cô bác anh em chứng đạo không hảo nó. Vậy thì bây giờ quý vị biết coi như là cái ma đó là đâu không? Bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết có con ba con ma chúa mà nó đang ngự ở trong tâm khảm của mình. Ba con ma đó là ma gì hai mọi? Đây bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết ba con ma đó là, trong khi đó là nó theo nó phá quỷ ma hay phá rối người tu nè. Ba con ma đó tất nhiên nó là đầu tể đứng đầu để nó khóa, đó là Đức Thầy cho chúng ta biết mau trở lại đừng theo tà quỷ nó đó, ham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khẩu trong dòng bệnh khổ. Thì bây giờ đồng đạo hỏi, ông hậu hỏi vậy chứ bây giờ quỷ ma hay phá rối người tu, tôi không thấy con ma nào ở ngoài nó phá hết trơn, mà tôi thấy ba con ma đó nó theo nó phá tôi hoài, phải không? Cái lòng tham mình nó phá, lòng sân mình nó phá, cái lòng si mình nó phá, cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết khuyên ba tánh giữ gìn cho chặt. Sao nữa? Đừng để cho quỷ dắt đường công nè, nó là dắt cho chúng ta đường công. Tu lâu lâu trong thời gian nó sanh lòng tham, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế, bắt đầu tham đi riết coi như lọt ngoài khơi mới hết hò khoan. Tới chừng trong khi đó bắt đầu nó nói sao mà ông tu trong thời gian 30 năm, 40 năm mà bán đồ như thế, tôi nói tại biết con quỷ nó dắt. Mà con quỷ nào? Con quỷ tham. Phải không? Tại con quỷ này không hả? Rồi tu 10 năm, 20 năm, 30 năm gì tương trao vừa bể chân trời, trong khi đó người ta đụng chạm đến mình bắt đầu dằn lòng không nổi. Dẫn lên độ bắt đầu tương trao gì bởi trên là con ma này, con ma sân với con ma gì, phải không? Dẫn rồi bắt đầu là bỏ cuộc hết cô bác anh em chân đạo. Vậy thì bây giờ coi như là chúng ta không còn sợ nữa là ma dương ở cung trời mà tha quá tự tại nữa, mà hằng ngày bây giờ nó nhập, nó vô trong nhà mình nó ở rồi, có không? Nó vô trong nhà mình nó ở rồi, hằng ngày nó kiểm điểm mình rồi. Vậy đó nghe đồng đạo, coi như là bây giờ khi mà chúng ta bị gặp mà ma dương hay phá rối người, quỷ ma hay phá rối người tu đó, mình nghĩ tưởng đâu coi như là ở đâu xa, mà ai vậy? Ở trong nhà của mình nè, hỏi trong nhà của mình nó là ai nữa. Thôi giờ nói này đụng chạm tùm lum chân mình tu, bắt đầu vợ con mình bắt đầu nó quậy nó phá thôi, mà mới có nhiều khi mình nói vợ con mình là quỷ ma không có phải nghe. Tại vì trong khi đó đó là những cái gì mà trong khi đó cản trở trên con đường tu của mình thì bây giờ nó phá, phải không? Rồi nói bây giờ mình tu đang ngon lành vậy mà vợ con mình nó khóa mình, nó là quỷ, nó là ma thiệt tình. Bây giờ tôi đi đám làm tình, tôi đi đám giỗ, tôi đi mà thả cáo phong sanh, tôi đi làm đạo suốt ngày, diễn vợ gì nó cặn nhằn, bắt đầu nó không cho tôi làm, nó khóa tôi, có gì không đồng hào hậu? Nó đó là nó khóa đó, quỷ ma nó khóa. Mà ai về đâu cái việc làm mình đi thả cáo phong sanh, đi từ thiện, đi làm đạo, đi niệm Phật, đi cứ như là nó đạo,
mà mình có như là bị ma nó nhập mình trước rồi, nó làm chủ mình rồi, giờ nó không còn niềm tin nữa cho nên nó quậy mình chứ sao. Không, chứ ông tu ngon lành rồi đấy hen, làm nó mình chiết phục được là bây giờ trong khi đó nó đâu có dám động mình. Đồng đạo hậu phải không, chồng tu thì vợ cũng tu, cùng nhau tu được ao tù thoát ra, còn chồng tu mà vợ không tu thì cùng nhau cãi lộn lưu bù không thôi, phải không? Cho nên bây giờ nếu như bây giờ muốn cho nó đừng có quá, đừng có quậy mình đấy hen, mình phải thể hiện tu làm sao cho nó ngon nghe đồng đạo. Cũng như đồng đạo mà nghĩa này phải không, tu như là vợ chồng đồng lòng tu chân, bây giờ ông đi đâu có khứ về có hầu, trong khi đó tôi đi làm đạo đâu nói rõ ràng hết, thì bây giờ vợ làm sao ông dám cằn nhằn, phải không? Còn cái kiểu mình đi nói giữa bà giả đò mua khế bán chanh mà giữa mà giả đò đi đám mà thăm gì đó không biết, trong khi đó bắt đầu nó hiểu được rồi cái nào mà một hỗn tròn đi nữa, thì bây giờ mình có quỷ trước rồi, bây giờ con quỷ kia bắt đầu nó mới xuất hiện, phải không đồng đạo? Bây giờ đừng có trách rằng là quỷ ma hay phá rối người tu nghe, đừng có nghĩ người ta là quỷ ma, mình hãy nên nhớ mình quỷ ma mình trước đi, phải không? Rồi bây giờ quỷ ma, bây giờ ba con ma đó bắt đầu, trong khi nó có rồi gì quý vị, mình được biết nó sanh ra 13 con ma sao nữa quý vị, phải không đồng đạo? 13 con ma sao đó là sao? Hỷ nè, nộ nè, ái nè, ố nè, ai nè, cụ nè, dục, mừng giận buồn vui thương ghét món muốn, không? Thì cái chỗ này Đức Thầy nói là thập tam ma diệt bằng trí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi là chúng ta phải dùng trí kiếm dứt 13 con ma này mới được. Mà nếu như chúng ta mà không dứt được nó rồi đó hen, là chúng ta đồng nghiệp với ma, phải không cô bác anh em trong đạo? Thôi giờ vấn đề mà quỷ ma hay phá rối người tu nhiều lắm cô bác anh em trong đạo, kể không hết. Thôi thì bây giờ chúng ta nếu tu tinh tấn thì sao? Tây phương ký hiệu diêm phù rút tên, mình rút tên trong cõi này, cái tụi ma nó trong khi nó sợ mình giật nở, bắt đầu nó kiếm chuyện, nó theo nó đòi. Thì bây giờ nếu như mình coi như là tu ngon là nó hen, là nó theo đòi mình không được. Còn bằng không nó hen là nó theo đòi mình, chừng nào mình trả nợ nó thôi cô bác anh em trong đạo. Bây giờ kể mấy con ma lăng tăng nhỏ nhỏ mà nó cũng là trở ngại cho đường tu mình, nó phá mình. Ví dụ trước khi bây giờ quý vị đi làm tối ngày không buồn ngủ, không ngáp, vậy đó mà giờ chuẩn bị đốt nhang cúng cho nó ngáp à, nó ngáp ngắn ngáp dài, nó kêu mình đi ngủ đi, không, cái này cũng là ma, nó theo nó quậy mình, nó theo nó khóa mình cô bác anh em trong đạo. Lúc bình thường không có buồn ngủ mà tới chừng chéo giò lại ngồi niệm Phật bắt đầu nó ngủ thấy thương vậy đó cô bác anh em, có chỗ này không? Phải có thôi, tất nhiên nó là phá đó, đó là quỷ ma hay phá rối người tu đó, phải không? Nó theo nó khóa mình, mà mình nếu như mà mình không vượt qua được đó hen, nó thôi bây giờ ngủ một chút đi, rồi bắt đầu trong khi đó mình thức dậy mình niệm Phật cũng được, ngủ bắt đầu nó đời rét một cái lại đi tuốt luôn, không? Mình để ý chỗ đó chút xíu mới được, nó là phá. Cho nên đồng đạo hậu hỏi chỗ này rất với lý cô bác anh em trong đạo. Thôi thì bây giờ đừng trách ma, đừng trách quỷ ở ngoài, mà chúng ta nên tự trách ma quỷ trong lòng của mình cô bác anh em trong đạo, phải không? Cho nên môn nội hữu quân tử, môn ngoại quân tử chí, môn nội hữu tiểu nhân, môn nội tiểu nhân chí. Cho nên mình coi như là nếu như tu hành ngon lành, ông Phật mà hằng ngày mà vô trong tâm tư của mình thì con ma nào dám vô, phải không? Ở trong tâm mình có Phật không thì không con ma này dám vô chứ. Còn hằng ngày mình chứa ma chứa quỷ không thì bây giờ ma quỷ nó vô chứ có gì đâu, phải không? Vậy thì bây giờ qua câu đầu đó là quỷ ma hay phá rối người tu. Rồi bây giờ qua câu sau, đạo đức chư nhu ráng chí hành. Cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ đạo đức đó là gì? Đạo đức tất nhiên là tôn giáo, đạo đức tất nhiên là chúng ta quy y, đạo đức tất nhiên là người mà chúng ta đã đi sâu vào trong tinh thần Phật Pháp, đó là đạo đức. Vậy thì bây giờ bất cứ là người nào, ai mà quy y vào trong tôn giáo của Đức Thầy là người có đạo đức hết, cô bác anh em trong đạo. Nhưng mà ở đây Đức Thầy mới kêu gọi cho chúng ta đạo đức chư nhu. Mà chư nhu đó là ai? Từ lần chư nhu đó là chữ chư là các, là nhiều, là đông, là chỉ chung cho tất cả tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta là chư. Mà nhu tất nhiên là ở đây là muốn chỉ cho người tu phải có một ý chí mềm dẻo chịu đựng thì mới vượt qua được cái trở ngại của ma quỷ, cô bác anh em trong đạo, phải không? Vậy thì bây giờ chỗ khác Đức Thầy cũng nói chư nhu nữa, mà cái chỗ khác nó là nghĩa nó khác, nên Đức Thầy nói là chư nhu ham báo hùng cường đua tranh, đó là quân nhu, phải không?
Còn cái chữ nhu đây tất nhiên là muốn nói cho là mềm dẻo. Nhu thắng can, nhược thắng cường, cố thiệt nhu thường tồn, sĩ cương tất chết. Có nghĩa là mềm thắng mạnh, mà yếu thắng mạnh, mà yếu thắng cứng. Vậy thì bây giờ ở đây đạo đức chư nhu là tất cả người tu chúng ta là đạo đức. Nhưng mà tất cả như vậy là phải chư nhu của bác anh em trong đạo ráng chí hành. Là tất cả những người tu theo giáo lý Đức Thầy là chúng ta phải mềm dẻo, chịu đựng mới vượt qua những cái thử thách của bác anh em trong đạo, phải không? Vậy thì bây giờ chư nhu đó là sao? Thôi giờ nói rộng ra chút xíu của bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ người tu chúng ta thường hay ỷ tài ỷ tận, thường hay ỷ mình coi như là hay giỏi. Thì thôi bây giờ cái chỗ này Đức Thầy mới bảo cho chúng ta, bây giờ người tu chúng ta phải mềm dẻo, phải chịu đựng mới được, phải không? Vậy thì bây giờ ai có hơn thua chanh chua cao thấp nặng nhẹ mặn lạc thị phi đắng cay gì đó thì bây giờ chúng ta cũng cầm bằng như chư nhu, là mềm dẻo để chịu đựng, phải không? Mà nếu như người tu chúng ta không mềm dẻo, không chịu đựng là không bao giờ vượt qua những cái chướng ngại khó khăn được, cô bác anh em trong đạo, nghe không? Vậy thì bây giờ ai có tài thật, người ta khoe tài sao đó khoe, ai có của khoe của gì đó khoe. Nhưng mà đối người coi như là tu chúng ta coi như là không có khoe khoang gì hết, cô bác anh em trong đạo, thấy không? Vậy thì bây giờ Đức Thầy giải đạo cứu đời cho tất cả các chúng sanh, Đức Thầy cho chúng ta biết dạy khôn trần thế chớ nào dạy ngu, đúng không? Dạy khôn trần thế chớ nào dạy ngu là ai cũng khôn hết rồi. Nhưng mà khi chúng ta đã khôn rồi thì sao? Thì Đức Thầy cho chúng ta biết đó hen, là những hạng người mà khôn quá khôn mà không chịu có đạo đức để kiềm chế lương tâm thầy, vì khôn quá thế nên tồn lại ngu, của bác anh em trong đạo. Cho nên người tu chúng ta coi như là phải lấy cái chữ nhu để làm đầu. Tất nhiên giàu có khôn cách mấy đi chăng nữa thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Là phải làm bằng là cho được, là bước ra đường ăn nói thật thà. Giàu khôn khéo cũng là giả dại, giàu khôn khéo cũng là giả dại. Tất nhiên là bây giờ khôn cách mấy đi chăng nữa chúng ta cũng giả dại, mà giả dại đó là chư nhu đó cô bác anh em chứ đồng đạo, phải không? Mà khi chúng ta giả dại được vậy thì sau này Đức Thầy trở về đó cô bác anh em chứ đồng đạo là chúng ta sẽ được thưởng, có không? Bây giờ Đức Thầy mới cho chúng ta biết nè, Đức Thầy nó còn một đoạn mưa tần nắng sợ trải qua rồi, việc dở quá hay, thế gian sẽ biết thánh tài. Sao nữa? Bế bồng con dại hát bài khải ca, đúng không? Bế bồng con dại chứ chỗ này phải nói Đức Thầy nói là bế bồng con khôn, sao mình phe mình khôn, phải không? Vậy thì bây giờ câu này Đức Thầy nói bế bồng con dại hát bài khải ca, vậy thì bây giờ qua câu này đó là đạo đức, là người tu chúng ta theo giáo lý Đức Thầy là đạo đức. Nhưng mà chúng ta phải chư nhu, tất cả người tu chúng ta là phải lấy cái chữ nhu để làm đầu. Đó là chư nhu ráng chí hành, tất nhiên là chúng ta phải ráng hành cho bằng được. Vậy thì nếu mà chúng ta làm được như vậy đó, tất nhiên là bây giờ coi như là chúng ta hạ mình thấp nhún thấu nhường, là cái đức sanh ở chỗ đó cô bác anh em chư đồng đạo. Đức sanh ư ti thoái, có nghĩa là cái đức nó sanh ở chỗ thấp nhún thấu nhường. Mình muốn phóng qua bên sông, muốn qua bên mương bên kia phải lùi lại phóng mới được, em Tư Lan. Còn nếu như mà đứng kế một bên mương không có được, phải lùi lại đi. Vậy thì bây giờ chúng ta càng lùi chừng nào càng có đức nhiều chừng đấy, cô bác anh em chừng đạo, thấy không? Còn nếu như bây giờ, nếu như mà cái miếng đất mà bên đây nó cao, bên đây nó thấp, thì bây giờ nếu như mà chúng ta làm cái miếng đất nó thấp hơn cái miếng đất cao đó, quý vị, mình khỏi cần bơm nước. Bên kia ta bơm nước bắt nổ rõ qua đi, đừng đỡ, thấy không? Mình khỏi cần bơm. Vậy thì bây giờ chúng ta cứ việc giữ độ thấp nhún thối nhường đi, thì bây giờ coi như là người ta sẽ mến mình, người ta sẽ gần gũi mình, người ta sẽ thân cận mình, mà lại mình có đức cô bác anh em trong đạo. Còn mình càng tự cao tự đắc nhiều chừng nào đó hen, là không học được gì cái hay của ai hết. Nhưng mà cuối cùng rồi là cái bệnh mà ngã mạn cống cao tự đắc tự tôn tự đại, coi như là không có gì bằng, thì cái này là cái bệnh lớn. Mà cái bệnh này Đức Thầy cho chúng ta biết bỏ cái tánh tự cường tự trọng, gắm cuộc đời cái bóng theo hình. Cho nên trong sách đó cho chúng ta biết hen, là cái bệnh phát bối ung thư, dầu cho bệnh nặng cách mấy đi chăng nữa, mà còn có nhiều lương y diệu thủ đó hen, là người ta trị được. Nhưng mà cái bệnh mà cống cao ngã mạn, mà tự đắc, mà tự tôn, mà tự coi như là cho mình cao đó, là không có một lẩu thuốc nào mà trị được hết.
Nhưng mà cuối cùng có một cái lậu diệu dược này trị được. Là tới chừng nào bị thất bại là cái món đó là cái món thuốc để trị bệnh tự đắc đó cô bác anh em chừng nào, phải không Tư? Chừng nào mình thất bại rồi lúc đó mình mới thấy mình coi như là mình mới là lùi chân lại. Vậy thì không có thuốc nào trị được mà chỉ có cái món thuốc thất bại mới trị được mà thôi cô bác anh em chừng nào. Thôi thì bây giờ qua cái chương trình nghi vấn thì chúng tôi cũng trình bày gọn gọn như ta nghe. Chứ thật sự ra cái tiêu đề này mà tình tiết đó nghe tất nhiên là có rất nhiều cô bác anh em trong đạo. Thôi thì đồng đạo chúng ta bây giờ tu là chúng ta phải nghe theo lời Đức Thầy chỉ dạy. Là chúng ta phải vượt qua những sự khó khăn. Và những cái sự đó coi như là luôn luôn lúc nào cũng là theo chúng ta để mà khóa chúng ta hết cô bác anh em trong đạo. Cho nên ở thế gian nhiều là cách này kiểu nọ hay ho. Phần nhiều cảm bẫy phải dò mà đi cô bác anh em trong đạo. Cho nên chúng ta phải kỹ lưỡng mà được, còn bằng không nữa hen là chúng ta bị sa hầm sụp hố rồi, tới chừng đó chúng ta có hối cải ăn năn chết hết thì bây giờ cũng không bao giờ thực hiện được cô bác anh em trong đạo. Thôi thì chúng ta coi như là muốn vượt trên cái con đường tinh tấn là phải vượt qua những cái sự chướng ngại chông gai. Là đời nhiều có mật đường cách mấy cũng thản nhiên chớ giấy tay vào, đừng chiều theo tánh khát khao thì là mới khỏi rơi vào nước trong. Còn Đức Thầy bảo cho chúng ta biết đó là phải dình dục vọng lầm tà, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Tất nhiên là chúng ta tu là chúng ta phải có một cái tâm hùng đại lực đại từ bi thì chúng ta mới vượt qua những cái chướng ngại khó khăn đó cô bác anh em trong đạo. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là phải trỗi dậy nương dây hùng tráng, chữ đại hùng đại lực từ bi vậy mới trang quân tử nam nhi thân dốc dạng he câu ngay thạo. Vậy thì bây giờ qua hai câu giảng này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin tạm dừng và xin trả lại cho vấn chủ. Vậy kính quý vị nếu có điều chi bằng thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vấn chủ hài lòng cho vấn chủ. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua anh Tư cũng có nêu lên cái vị thuốc mà vị thuốc xuyên điện thất kim điện thất, mà vị thuốc thì vị thuốc thất bại. Vị thuốc này hình như là nó hơi lạ lạ ha quý vị, nhưng mà vị thuốc này trị được cái chứng bệnh anh đã nói đó. Cho nên thì mình cũng